Mấy anh em ở đây xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Chào. À, trước tiên đây bố anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì Tông Tý hôm nay thử thách thi nhau ăn hộp vịt lộn. Thì đây anh có mua 80 hộp vịt cho em. Anh luộc rồi nè, luộc nước dừa, hạt nêm. Rồi thì Hằng em đếm vô dĩa giùm anh 40 hộp em. Này anh Tý anh tung ngon rồi nha. Em đếm ơi, nè em đếm vô đây. Em đếm 5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 20 10 nhiêu? 40 mới có 20, 20 rồi đó. Ừ. 24 22 em gian quá. 24 24 tôi bốc hai tay. 26 28 30. Ủa vậy là mua lộn hả? Sao mua 80 bây giờ còn có 60 ta? Có 60 à. Thôi lỡ rồi 60 rồi. Rồi vậy nãy anh luộc anh ăn 20 rồi. Anh với chị người 10 hộp. Khi đó là mua là anh mua sáng mua kêu người ta làm cho anh 80 hộp. Rồi vậy chắc ta người ta nghe lộn người không sao đâu. Tại vì người ta nghe lộn thôi chứ không phải người ta ăn gian mình. Người ta nghe lộn là người ta tưởng là mua 60 hộp. Chắc vậy quá. Chị vậy. Ừ. Đó. Cái rau để trên này luôn đi. Để về anh luộc anh cũng xí anh không đếm lại mà. À, anh không có đếm lại. Nói chung là mình không cần đếm lại tại người ta mình tin người ta bán không lẽ ai đâu ăn gian chứ không phải ông ăn gian đây em ơi. À mà cái gì nghe, bán nghe 60 á lấy 60 á. Chắc ta nghe 60 ta lấy 60 á chứ không phải đâu. Anh tính là 80. Thì anh mới giới thiệu với cô bác chị là 80 đó. Mà không ngờ có 60 viên. Thề luôn nha, nổi luộc em không có ăn nha. À không biết hên xui hên xui. Nha, không có ăn nha. Hôm nay hai em thi ăn hộp vịt. Nhưng mà anh tính là mỗi em 40 nhưng mà cuối cùng cũng 30 à. Bây giờ ai ăn hết trước là anh sẽ tặng cho năm sĩ. Còn người hết sau khi nào ăn hết nổi giơ tay xin thua là dẹp dọn giùm anh. Ok ha. Anh cái này em giơ tay em nói nha, cái này không phải em dòm em nói chuyện mà em nuốt nước miếng nha. Tại em diêm son trên đây cái gì như ngưỡng cổ em phải nuốt hoài vậy nha, chứ không phải em dòm anh mà em thèm anh em nuốt nước miếng nha. Thôi chuyện tin anh em mà thằng gì. Bị bò không? Bị bò không? Bây giờ ra cái lột khi cái mời mà nó cứng quá, nó bự quá thì cứ loại bò mời bỏ một bên ha. Rồi, em hai em mời cô bác chị dùng đi. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng hộp vịt lộn nha em. Mời cô chú anh chị và các bạn dùng. Rồi có Thí Hằng và bà xã mình lột cho hai em ăn. Để em phụ lột cho nha anh Tùng. Có lẽ chưa ben mà mất gì em. Ben rồi đó, em ben không, rồi không, đó. Không, lột trước đi. Lột cái đi. Lọc loại mời cho mấy em nó dễ ăn luôn, có cái nĩa. Cái nào mà là bự quá là mời loại luôn cho em nó dễ ăn. Nhỏ nè, con bự nè, mày nhỏ nè. Ừ. Rồi. Rồi xong chưa? Có cái dĩa đó Hằng, em bỏ cái vỏ vô đây nè. Lấy cái dĩa đựng Hằng. Đúng rồi. Đó, rồi xong truyền qua cho em đó. Rồi bắt đầu đếm nha. Rồi. 1 2 3 beng lụm. Đó. Cái 30 hộp rồi 60 hộp quá vậy. Cuộc thi hôm nay cũng có ba triệu bạn nghĩ với Sơn là hãy làm một cuộc thi ăn hộp vịt lộn. Hôm nay Sơn thực hiện. Anh Ba thì ăn hộp vịt lộn thì trong tim mình là không có thủ rồi. Anh Ba ăn tới 60 hộp rồi. Hôm nay cho hai em nó thi ăn cho nhanh, ai nhanh hơn thì người đó thắng thôi. Mà một khi mà giai đoạn cuối ăn hết nổi giơ tới đầu hàng là sẽ thua. Xin thua thì được. Mình nghĩ 30 hộp rồi chưa thấm hai em đó. Tại mình mua tới 80 hộp mà nói tào lao sao không biết giờ còn có 60 hộp.
Dạ. Cũ lên anh Tung ơi. Hôm nay học dịch ấp mời con bự, hôm nay ra không có mời nhiều, mời nhỏ nhỏ thôi. Lấy anh Tung nước ra uống đi. Săn sóc kỹ cho đó. Hai đội nhà. Cố lên tí ơi. Cố lên, cố lên em. Chị lọ bỏ cái mè cho em nữa nè tí. Rồi. Chị nói gì nói chị, em phải trả lời. Trả lời rắc hết cái mè dịch ra. Cố lên em ơi. Lo như lột mà còn nước nước miếng hả? Dạ, cái này rất thèm thiệt luôn á. Thế anh Tùng muốn nhai két két két. Bật cái mời ăn luôn cho rồi. Quá em đập cho anh mà em còn ăn nữa hả? Phải, anh ăn cái phần này, em ăn cái phần mời. Thế anh ăn gì đâu chịu nổi đâu, ăn miếng đi mà. Anh Hạng nói gì kệ nó. Cái hộp còn nguyên, em ăn cái mời em nha. Quá vậy à. Sơn ăn không cho em, anh Sơn cái mày nữa nè. Thôi, anh Tùng quay em ơi. Đủ lên anh Tùng ơi. Tí nhỏ con chứ anh ăn văn hai dĩa rồi đó, còn anh á. Đủ lên tí ơi. Tí hồng gì lông dữ lắm. Đủ lên tí. Nè, nó gùng quá. Sao lột cái hộp nó dịch cho sao nó nuốt miếng hoài vậy không biết. Ý là ăn hoài mỗi ngày nó một lột không chảy nước miếng gì nữa. Nè, cái mời mổ qua cái dĩa này đi nè. Dĩa trống nó làm gì? Cái mời này nó khô thì nó ra hãy mà đưa cho mắt hai em nó ăn cái mời luôn rồi chắc tiếng hồ. Cái mời này hơi sẩm lắm. Ừ. Để em. Rồi cho em hết cái dàn đó luôn á. Cái mời sẩm lắm, để Hằng nha. Ừ. Hết cho Thiết Hằng luôn á Thiết Hằng. Thiết Hằng về âm me lại nè. Con cũng lớn mà cũng mề nhỏ nè. Ừ. Con lớn mà mề mà nhỏ. Đúng rồi. Con lớn mề nhỏ, con nhỏ mề mới lớn. Ừ. Thấy gì tao? Đó anh không biết. Chị không hiểu đâu. Tổ nó ăn nói. Nghe hầu hầu dịch lột hầu dịch nè, không biết. Anh ăn chậm quá, em lột hoài còn hoài đâu có chỗ để chắc đâu. Còn ở chị Tâm còn chỗ để chắc kìa. Chắc quá luôn á, em ngay em nuốt nước miếng nãy giờ, 3 giờ em ăn luôn bây giờ cho anh dòm luôn bây giờ đó. Ăn đi, ăn đi, chứ biết em không sợ em lột dịch em ăn của anh chị. Ờ, chứ gì nữa. Hồ nghi lắm, thấy không? Hồ nghi chi lắm, nãy làm hết cái mời đó. Không có nãy giờ cái ăn hộp nào không vậy, vậy hả? Không có đâu, anh đứng vậy anh quay trước mặt em đâu, ra đâu phải anh lét cái này khác, em còn chốt dịch ngọt. Nước có nước miếng ực kìa. Đau khổ quá đi mà. Hết sức là đau lột. Họ anh mua xin cho 50 hộp thử thách ăn mình. Tại vì thấy mình thấy anh ăn chấp nuốt miếng hoài chứ để em ăn ở đâu. Thì Hằng nói thèm chứ ăn vịt không được nhiều. Em hai trứng bay mất tiêu rồi. Có lên tí. Cứ lên em ơi.
nè. Cảm ơn em. Ai lột chân rồi tung đâu đò. Rồi. Rồi phần xong, phần sự của em đã xong nè, chỗ khác. Kéo dĩa mề lại nó ăn kìa. Nhiệm vụ của người ta xong người ta có quyền ha ăn. Dạ, ra chỗ khác, ra khỏi ống kính người ta ăn một cái mời. Sao ống kính chứ phải khỏi, sao ống kính ăn mời. Trời ơi. Ủa, cái này bự chà bá luôn nè chị Tâm ơi. Thôi ăn đi. Mé bên cô chị lộ cái mời bự không à. Hai bằng nhau luôn đó. Tí còn một dĩa ngoài, tôm cũng còn dĩa ngoài. Giai đoạn nước rút nè. Lấy mời sẽ hết luôn em. Chị để cái mề cái hàng. Gấp. Cái này con rồi, cái này hết đâu phải mời. Này, cái mề đó. Mề ở đây em thử có phải mời không? Chắc ạ. Ui đất. Ừ, nó ngợp. Lẹ đem tí hết dĩa kìa em ơi. Hết rồi em ơi, hết rồi. Rồi. Để có tinh thần này bằng nhau luôn à. À hai em ăn rồi có hai em đứng ngoài phục vụ quá dữ. Tâm em này đẹp quá trời. À, ăn bây giờ thì ăn đi. Ăn mẹ giật đi. Cố lên tí, cố lên tí ha. Tung hết rồi kìa. Hàng lên nước, nước hàng ơi. Nước rồi cho tung kìa hàng ơi. Thôi ăn ăn bà mà dịch không đi. Nó mê cái mê. Siết đi ơi. Cố lên tí ơi. À, mình ủng hộ bằng tí thì bằng tí nhỏ con hơn bằng tung. Cố lên em. Mười, 14 cùng còn 4, 8, 10 13 em còn 14, em còn 13. Sao em lột mà còn mày lại cho con Tung vậy? Còn hai cái. Em thấy cái đó nhỏ quá vậy luôn. Gió bay nằm nằm xuống.
biết không? Dạ. Dịch thì hơi có béo chứ. À, anh Tý, không uống nước ngọt, uống nước trà nóng ấm ấm nè. Tốt. Ông không sợ đi thôi. Tí còn đi ngang quá rồi. Thua phải không? Tùng chưa hết ẩu vậy nè. Thua thì với tay đầu hàng nãy nó có nói mà. Thua với tay đầu hàng chứ sao giờ. Này thua tí chuột ơi. Ăn quá, nó béo quá. Thôi ngồi coi tí chuột ăn nè. Thua với tay đầu hàng ngồi coi tí chuột ăn nè. Khi nào tí chuột nghỉ ăn thì ben luôn. Tung còn ít hơn mà Tung lại thua, tại vì mình nói là ai khi nào ăn hết nổi dây tay thua thì là mới thua, là em đồng ý không con Tung? À. Tại vì hồi nãy nó giao trước là ai ăn hết nổi dây tay đầu hàng thì thua mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trứng. Ừ. Dây tay đầu hàng thì thua. Mới vô nước đầu Tung đánh nhanh rút lẹ cuối cùng còn mấy trứng dội chịu hết nổi. Cố lên chuột ơi.
Em ăn thích ăn xong cũng còn nhiều hơn Tung trời. Em nhai lâu hơn Tung, cũng nhai nuốt lẹ hơn. Rồi, đã kết thúc clip ăn tiếp đi. Còn nói em ăn mà thấy nấu lòng chiến sĩ quá. Tung bữa nay đầu hàng phải không Tung? Đầu hàng. Coi như là thua là đồng ý ha. Tại vì trước khi ăn anh nó giao là ai ăn hết trước thì nhận nhận năm xị. Nhưng đầu hàng vô điều kiện. Thế mà ăn không nổi giờ tao đầu hàng là sẽ thua. Em đồng ý ha. Rồi phần thưởng là em ăn ít hơn mà cũng được năm xị đó anh sao? Tại vì em ăn chậm thôi. Tung thua, Tung giơ tay đầu hàng thua mà. Thôi thấy vậy cũng bây giờ em nói anh Tung là ăn đắt, em hỏi thằng Gam gửi cho anh 2 xị cà phê. Cảm ơn em. Ba anh em mình cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của ba anh em mình. Ba anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Chào hẹn lại, bye.